chào tất cả quý vị các bạn. Nay lên Thái Nguyên thăm Tư Gia, giao lưu với lại bạn Khoát, một trong những cái địa điểm mà đoàn bonsai xuyên Việt cũng đã đi qua. Đây là nhà vườn Khoát Hạnh. Chúng ta từ xem là nhà vườn Khoát Hạnh có những gì nhé. Đấy, bộ ba long lùn, rất là lùn luôn, cao khoảng độ hơn 60 đây. Những cây long bộ ba cổ bao giờ cũng có hai cây long và một cây trực. Bé mà nó cũng có cái hay. Đấy đấy đấy, kỳ hoa dị thảo đấy này. Sung. Sung kỳ không? Kỳ dị. Thế bạn này bạn cũng có một cái thiên hướng là đi chọn cái cây nó kỳ kỳ nhỉ. Cái sung mà hãm được nó ở cái đoạn này nó ác ấy đúng không? Cái cây sung bình thường nó phát triển rất mạnh. Đúng rồi. Cắt liên tục thì nó mới ấy được. Cho thầy. À, em chào anh Khoát ạ. Em chào anh Khoát ạ. Hey, anh mừng tuổi, anh mừng tuổi em chưa? Anh mừng tuổi em chưa? Sắp tí nữa. Rồi. Cảm ơn anh nhé. Chúc mừng năm mới. Ở ngoài này thì là những cái cây gọi là hoàn thiện chơi chơi thôi. Nhưng một lát nữa thì vào đây thì chúng ta mới sẽ thấy là nó có nhiều những cái đồ chất lượng. Đấy, bắt đầu là chất lượng dần dần rồi này. Đồ chơi bắt đầu có sự tinh túy này. Bắt đầu nhỏ nhỏ yêu yêu rồi này. Đấy, ôi giời, đẹp không? Cái cây quá đẹp. Cái dáng mà tôi rất là thích cái dáng này. Đây là cái khu vực mà bạn Khoát đang chuẩn bị mở rộng không gian chơi. Đấy, cây đương đại cắt giật rụt rịt. Nhật quế. Cái cây ở đây đâu rồi? Chuyển ngoài hết kia. À, chuyển hết ra kia rồi. Đấy, đồ chơi này. Nhưng mà tưới kiểu gì nó xanh xanh này, đúng không Lộc? Yeah. Nước vừa chui sống. Ừ, nước sành rêu hết rồi này. Ôi rồi. Nước này kiểu gì ấy. Nước này sao nó xanh mướt thế này. Rêu hết rồi. Giống cái cây Tam Long Vũ Thủy nhà mà bác sĩ ngày xưa bị rêu kiểu này đúng không? Vâng. Do nước. Ừ, xanh mướt. Nắng lưu nước có thể. Nắng lưu. Sao? Đấy. Đấy, và nhũn chưa? Này không cầm mấy gimbal. Nên là máy nó hơi rung nhá cả nhà ơi.
Ô, sao cái bể bơi đợt này tháo hết nước đi nhỉ? Đồi Tùng Triệu View. Sở dĩ vì sao lại gọi là Triệu View, tôi quay một cái đoạn clip trên TikTok nghệ thuật bonsai. Cái này đạt đến 1,8 triệu view. Và con ngựa nó chạy. À, chào các bác các anh nhá. Ôi dồi. Cây á. Đây nhà có cỗ à? Đây nhà có cỗ. À, sao mùi rất thơm, mùi thịt từ xa đã thử. Thích thế. Ui đúng là nước nó có vấn đề đấy. Rêu hết thế này cả nhà ơi. Đúng là những người mà không chuyên thường hay không để ý những cái nét này. Đang ghép làm điền này. Ui, lần đầu tiên mà lên nhà bản khoát mà quay được cái bộ phôi mà nó lộ cốt như thế này, vì lần nào bạn cũng nuôi rất là rậm luôn, toàn là đồ chất. Cái cổ kia làm sao vẫn chưa cắt à? Ơi xin chào bạn. Cô kia. Dạ uống từ trưa hay bây giờ mới uống? Đâu, cái tổ chức chiều mà bạn. À. Tổ chức chiều nay luôn à. Ở trên cái vườn này bây giờ ai đang cắt cho khoát đấy à Mạnh? Bạn à? Hả? Mấy anh em. Con này trước lấy ở đâu? Ừ, gấu thế. Toàn đồ. Nhớ con này à? Con này đoạt thành lập câu lạc bộ bonsai 1981 ở mình lấy cái này của Thắng để lại cho con đây. Không được sao nhớ được, chịu. Tôi đi nhiều thế tôi nhớ đấy. Hôm nay mới đặt ở chỗ nào mà đây đúng không? Ừ nó chưa liền lắm. Dạ, nó ngấu. Bây giờ nó ngấu nhìn không nhận ra. Ác nhỉ, thay đổi nhiều thế này làm sao mà nhận ra được, chịu chết. Đồ chơi biến hóa này kỳ dị thế. Ui đồ xịn quá. Nhưng mà tưới nước đang rêu xanh hết rồi này. À, vừa rồi là khoan không biết, khoan nó tưới cái nước cờ lo ở bể bơi lên. À. Thế nào rồi bị rút cành ấy. May phát hiện sớm mình ra mà xử lý. Rồi nó còn mất hết cả tem đây này. Mất hết cả tem. Cái nước ở dưới bể bơi lên. Ừ. Bể bơi làm sao mà để tưới cây được, lạ thật chứ ông liều thế. Em không biết. Xanh ngắt nhỉ, rêu nhanh thế. Mất hết tem. Ui. Đang bỏ mua ít Antolix tưới giờ nó mẹ bật lên được đấy. Ừ. Này trước của mình. Ừ. Kéo nhỉ. Toàn đồ. Quá gấu. Ui giời. À xếp cái dãy kia ra đây hết rồi đúng không? Chỗ kia vướng mấy cây xoài. Cây xoài nó hơi kém nắng. À. Lần đầu tiên đến đây mình được thấy nó trơ trọi thế này đấy. Mình cũng đoán là đợt này lên sẽ quay được cái đoạn trơ trọi này.
Chứ cái soi kiểu toàn nó cứ lờ mờ. Rậm. Rậm quá. Nuôi. Ai chà. Kỳ ghê nhỉ. Này của mình. À. Cái đẻ cổng còn nhớ. Bên trái à? Đúng rồi đấy. À. Mình để bên trái cổng. Ừ. Dích. Ừ. Tháo quả thần dã man nhỉ. Đấy. Rồi. Cao thủ nào mà dám làm quả này ác thế. Một phát phá nát thân trực luôn nhỉ. Chỗ nào còn tán. Tán. Chỗ nào còn tán tháo luôn. Ừ. Đấy, phá quả thành công như này. Đẹp quá. Nuôi thời gian nữa. Là ổn. Đúng không? Đây cũng kiểu dạng như cấu tạo như những con tán. Con tán đấy. Nó mới quay, nó quắt kiểu này. Này cũng... mình mới khoan lấy của anh Sĩ. Sĩ nào? Sĩ Bảo Công đấy. À. Về khoan lại bảo để cho em cả. Khoan lấy cả. À, khoan lấy cả luôn à? Nhưng mà phá từ nhà anh Sĩ là phá từ trước. Hay về về anh Sĩ phá. Là của anh chủ trước ở dưới Thái Bình. Ừ. Ở nhà anh Thinh Trọng. À. Anh Thinh Trọng. Anh Sĩ lấy được lên nhưng mà con này nuôi nó có cơ. Nuôi như thế mà bây giờ nó vẫn còn già như này, đã màn thật. Quá già. Uầy. Thêm một cây dị nữa này. Cây này mình bán cho chú Thọ Nhựa xong bán lại xuống lấy lại của chú Thọ. À. Đẹp thế nhỉ. Hôm nay là nhà bạn Khoát có một cái sự kiện gọi là giao lưu đầu năm. Bạn bảo là khai xuân. Mời anh em đến để giao lưu. Bộ sưu tập những cái cây phôi rất là chất lượng. Đang chăm nuôi toàn là những cái phôi quá là tiềm năng. Này đặt cái thân này thành công nhỉ. Ừ. Đó, cây này lại là cây thân liền cũng không ghép. Ừ. Con này con liền. Không, chỗ này cơ mà. Đâu, liền hết. Sao tất cả liền hết, bạn quay bên kia. Tự nhiên đục kiểu gì nó ra kiểu. Trước này là của mình lấy lại của em Đàm. Yeah. Đàm đá. Đàm đá đấy. Mình lấy về nguyên bản. Cây này không đóng ghép đâu. Cây này nguyên bản. À, nhìn mặt này thì. Mà lấy mới phát hiện ra, đúng không? Đấy, nó chạy. Nếu có phải chạy không? Không, nó chạy đấy. Không ghép một tí nào luôn. Con này con xịn. Ừ, không hiểu kiểu gì mà sao cái thân nó lại biến kiểu vậy. Mặt bên này thì đúng là liền. Cũng có thể là thời gian 5 tháng mình cũng chưa thể phát hiện ra được. Không, con này con liền mà. Dạ. Yeah. Liền thế rồi thì kệ nó. Con liền. Ừ. Ngày xưa nó có một cái rễ ngố này. Ừ. Rễ ngố nó đục lên cho mấy hạ ta tạo đường chạy. Ừ. Còn cái thân bên kia là thân thịt. Ừ. Cũng đặc biệt nhỉ. Nhưng dù sao đây là một trong những cái sự một cái cây rất là quý. Quá đẹp. Con này trước của anh Cụt đấy. Ừ. Anh Cụt bán sang Bắc Giang cho đội Phi ấy ra. Ừ. Mình mua lại bên anh em Bắc Giang. Chưa. Là để cho Khoát. Ừ. Mấy năm rồi? Tầm 5 năm.
Thì à, em chưa thành cây. Đang hòm hòm 70%. Ừ, 60 thôi. Bồng tán cũng hơi lâu. Định hình này ok rồi. Và tán tầng. Một cái cây tán tầng. Con này mình lấy của anh sao? Sao gà. Sao gà. Đợt hôm lấy của anh ấy mấy cây. Mấy anh em đi chơi về lại để lại cho nó qua. Già nhé. Mình nghĩ nốt cái cây này. Một cái phôi cực dị luôn. Đẹp quá. Này mình trước để cho anh Toàn khoan này, này anh Toàn này. Ok. Trước đấy đầu tiên của Tuấn nổ. Ừ. Nam Định. Ừ. Này mình đục ra. Đẹp. Cái phôi đẹp. Đi chị ơi, vào luôn đi. Rượu trong người thì vẫn chưa hết. À. Bát này nó cũng chưa chuyên tâm được vào quan tâm đến chăm nuôi cho nên là cây nó chưa đạt. Đúng rồi. Nó đang còn về để chăm nuôi cả về định hình tạo tác nó cũng chưa thật sự là là chuẩn lắm. Kinh tế về món nợ. Cây gối vẫn chưa làm được. Triệt để. Rồi ok, có gì thì bạn phải sát sao thêm để cho anh em nó chơi cho nó được thành công. Quán đang khao khát là bắt mấy siêu phẩm này. Ừ. Cố gắng động viên để bạn ấy chơi cho nó hoành tráng. Chơi phôi này thì bạn mà không có chuyến này làm hơi lâu. Đổi phôi lấy siêu phẩm mà chơi. Ok, hôm nay về khoát là một không gian tuyệt vời, rất là đẹp. Chương trình giao lưu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.